Em chào cô anh chị nha, khán giả trên kênh trong nước cũng như ngoài nước, chung là một lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống của anh chị. Đó thì chú Giao Yến nha cả nhà. Đó thì chú Giao Yến này là Giao Yến tiếp tục cả nhà. Giao Yến tiếp tục lần hai cả nhà. Đó. Lúc sáng cũng là Giao Yến rồi, thì bây giờ cũng lại Giao Yến tiếp tục cả nhà. Đó. Dạ Giao này Giao là lần hai đợt hai cả nhà. Đó cả nhà mình thấy không ạ? Giờ chú Giao Yến này giờ cũng Giao Yến lần hai đợt hai, em sẽ quay gần cho cái nhà mình xem nha. Đây thì cũng Giao Yến lần hai cái nhà. Đây. Đây em sẽ quay gần cho cô anh chị xem nha. Đó chú cũng quay, cô chú cũng Giao sáng Giao đợt rồi giờ Giao đợt nữa. Đây, chú này là Giao Yến lần hai cả nhà, thì chú cũng Giao Yến lần này lần hai. Bốn tám ngàn đi, chờ đi lương nữa thì còn 24 ngàn. Chú ơi, có đơn là lát cho mấy cái bao này dùng con không nha? À, rồi. 24 ngàn. Được ví ra nữa. Ừ, còn 24 ngàn. Của bên áp rồi đó là còn. Chừng áp rồi 24. Ừ, chừng áp thì sao nữa rồi. Được 24 ngàn hả? Ừ. Được có chú ha. Em có mua gì không vậy? Chờ chú. Cỡ nào thứ chừng không nữa hết. Cả nhà chú này à. Coi được 250 về. Không đơn vậy. Chú này là Giao Yến đợt lần hai đó nha. À, lúc sáng cũng Giao Yến rồi, bây giờ cũng Giao Yến tiếp tục nha. Cũng Giao Yến lần hai. Dạ. Đây. Bữa nào mà chạy 300 rồi còn dư được trăm mấy. Về cho vợ ra đứng đường. Cái trăm mấy thì làm sao đủ sống một ngày? Đủ sống ngày đâu. Đúng không? Nói chung là đó thì chú Giao Yến xong rồi cũng nhận hóa đơn nha cái nhà. Đó thì cũng nhận hóa đơn. Đây cũng nhận hóa đơn xong nha cái nhà. Đây. Đó, cả nhà thấy không? Thì chú Giao Yến xong rồi. Thì bây giờ thì chú cũng đi nha cái nhà. Đây. Giao Yến xong rồi cũng đi. Đi rồi cũng đi rồi cả nhà ơi. Đây cũng đi rồi. Thì như cái trường hợp như hồi nãy anh thì anh thấy như thế nào? Tự nhiên là một đoàn xe 16 chỗ này của các cô đến nhà chị Loan đó, vào bên trong để cắt hương cho chú nghệ sĩ Vũ Linh đó. Thì cắt hương xong rồi cũng đã mua hàng đủ mọi cho chị Loan rồi. Thì đi ra về á thì mới hỏi rằng á, mới lại ngỡ anh em tụi mình quay đúng không, thì hỏi rằng là quán bún bò nó nằm ở đâu, là hỏi sao anh, là cái ý của nó là như sao? Ý của anh nghĩ là chắc có lẽ là những khán giả này đến đây để muốn lấy thông tin á. Dạ. Muốn lấy thông tin từ những anh em mà chưa biết là quán bún bò ở đâu á. Là thấy anh em mà YouTube đến đây là rất đông á, cho nên là muốn đến để hỏi lấy thông tin cho lẹ. Còn á mà bây giờ á đó, còn mà bây giờ mà bây giờ mà không đến hỏi anh em thì làm sao biết ở đâu được. Cho nên là anh em ở đây là chia sẻ là không biết quán bún bò. Chỉ muốn chỉ biết là quay chia sẻ là chị em Loan ở đây thôi. Chị Loan thôi. Còn thông tin bún bò bún mắm gì đó thì tự đi kiếm đâu. Tự lấy thông tin đâu thì cái đó là chuyện của cô hay là những khán giả đó. Cho nên là khán giả đó là đi hỏi vòng vòng sớm ở đây là quán bún bò nằm ở đâu. Là bây giờ khán giả nó cũng đi tìm đi kiếm rồi. Nhưng mà em cũng có một cái suy nghĩ gì là tại sao vô nhà chị Loan mà lại vô mà đốt nhang xong ra, tại sao mà không mua đồ chị Loan lại ra đây mà lỗi chỗ nào bán bún bò không đó. Nhà con ve ve gì đó hỏi cũng gọn ve mà không có biết đâu mình đúng rồi biết đâu mình chỉ mình biết mình chị Loan thôi mà ngộ quán bún bò thì bây giờ rất là nhiều quán bún bò.
mà hỏi quán bún bò là phải từ ở xa mà phải đi tới chỗ mà ăn bún bò của phía bên con ve đó, à con ve nó bán đó, là phải hỏi quán bún bò đó mới được. Còn quán bún bò đó thì bây giờ là cả đã đóng cửa rồi, à nó bây giờ giống như là nó đi làm từ thiện, à những cái đồng tiền từ thiện đó của những mạnh thường quân từ ở đâu đó, chắc ở nước ngoài, à phía bên nghe nói là phía bên con ngáo ngáo rồi đó, con tiền ngáo á, à cũng gửi về. Rồi cũng có một số mạnh thường quân ở đâu của phía bên con Kim Ho Ho đó cũng đưa thông tin về là đi bún bò từ thiện đó cả nhà. Đó, nhà thấy không? Đó, chị Loan thì nói chung là buôn bán như vậy cả nhà. Đó, thì buôn bán là lúc nào cũng tấp nập đó nha. Đó thì chú bán, chú giao yến thì cũng mới đến, à cũng mới đến để giao yến, rồi cũng kêu bằng cũng mới đến giao yến cả nhà. Bán rất đắt, bán quá đắt cho nên là khán giả ủng hộ rất là nhiều, cho nên là một ngày chú phải giao hai lượt đó nha. À, lúc sáng thì chú giao một lượt rồi, rồi bây giờ chú lại giao một lượt tiếp tục. Một lượt tiếp tục. Rồi. Đây cả nhà, đây là nhà chị Hồng Loan, à mà được con ve giấu mặt, à con ve thì lúc nào thì nó cũng thèm lem lẻm cái ngôi nhà này cả nhà. Đây ngôi nhà mà đã từng như bằng đã từng nó đã từng la lết, à và nó đã từng đi, nó đã từng ở trong ngôi nhà này, là một khi nó ở trong ngôi nhà này thì lúc trước thì nó ở trong ngôi nhà này, nó đi thì nó cũng kêu bằng nó cũng tiền bạc nó để đầy một cái giường luôn cả nhà, nguyên một cái giường luôn đó, thì nó đi nó cũng lấy cả nhà. Thì bây giờ thì tiếp tục nó cũng đi làm phát từ thiện, rồi nó cũng đi làm từ thiện, nó phát từ thiện là về vấn đề là bún bò đó cả nhà. Thì cái đó thì cũng của đồng tiền của mạnh thường quân nào bên đó đó, cũng của con tiền ngáo đó cả nhà. Đó, cũng gửi về ủng hộ 100 tô, trong đó thì cũng có cái nhà báo mật mâm cả nhà, lúc nào cũng chầu trực ở tại đó để nhận những cái tô bún bò từ thiện đó cả nhà. Chứ bây giờ ai mà chơi với bả, ai mà chơi nhà báo mật mâm, bây giờ ai mà chơi với bả đâu mà lên mà chia sẻ, lên mà ngồi đó giống như một đống trần vậy cả nhà. Đến mà thấy nhà báo mật mâm là ăn không vô cả nhà. Đây nhà thấy không, lúc nào cũng vậy. Nhà thấy không? Rồi em cũng cảm ơn cô chị rất nhiều đã xem ủng hộ kênh cả nhà. Đây cả nhà ơi, cho em một lượt like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký cả nhà. Hẹn cả nhà ở video tiếp theo của em.